Ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều mới đây cũng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Xuân Khánh về việc thực hiện nghị quyết 59 của bộ chính trị và nghị quyết 15 ngày 14 tháng 3 năm 2023 của thành ủy Cần Thơ về xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xứng tầm là đô thị hạt nhân văn minh hiện đại. Lãnh đạo địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cấp quỹ các chi đảng bộ chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể, nhất là người đứng đầu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, đoàn kết quyết tâm trong triển khai thực hiện nghị quyết số 15, đồng thời khai thác phát huy tối đa hiệu quả các tiềm năng lợi thế của địa phương để mạnh thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy phát triển toàn diện bền vững. Chủ động phối hợp với các cơ quan cấp trên và cung cấp trong triển khai thực hiện nghị quyết thường xuyên đôn đốc kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá tình hình và kết quả tổ chức thực hiện nghị quyết số 15 của thành ủy Cần Thơ.